Xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục nhảy Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ do các bạn trẻ giáo họ Kim Lan thể hiện. Vâng, xin mời các bạn. Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hóa để sống trong Đức Kitô. Dưới sự soi dẫn thành thần là dân thánh giữa nơi gian trần. Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa, chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Giáo xứ là cộng đoàn của những người siêng năng thánh lễ, tất cả hiệp thông cùng nhau hết lòng phụng thờ Thiên Chúa. Chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa, chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Giáo xứ là cộng đoàn của những người chuyên chăm lời Chúa, sẵn lòng vâng theo chủ chân, chuyên cần nghe lời giáo huấn để sống hiệp nhất với nhau trong tình bác ái cao vời và trở nên mùi men cho đời. Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con